Bao. Trời ơi, mày nhìn nè. Quá trời ngon luôn á. Chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Văn Kinh Channel. Các bạn thấy cái nồi cơm điện không? Thì hôm nay mình có mua một con gà các bạn. Gà rất là to và ngon ha. Thì hôm nay mình làm một món đó là gà hát nấu cháo bằng nồi cơm điện ha. Món này là rất là đặc biệt các bạn. Đây mình cho các bạn xem con gà của mình mới mua nè. À, các bạn thấy chưa, gà hát này mình đã làm sạch sẽ ha, nhổ lông rồi buộc này nọ mình làm sạch sẽ chưa, rồi giờ mình chỉ có bỏ con gà vô cái nồi cháo là được. Giờ mình sẽ vo gà các bạn. Đây mình sẽ thông khoảng một chén rưỡi. Bây giờ mình sẽ bỏ con gà ác này vô cái nồi cháo các bạn. Còn đây là bộ lòng của con gà nè, sẽ bỏ vô luôn. Còn đây là nấm rơm ha, mình đã rửa sạch sẽ bằng cắt làm đôi á, mình sẽ gả lên luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu trong nồi cơm điện thôi. Hiện tại bây giờ là 11:31 các bạn. Giờ mình sẽ bấm nút này khởi động để cho nấu cháo. Mình canh thử khoảng bao nhiêu phút cho nó sẽ chín hả các bạn. Trong quá trình chờ đợi nồi cháo chín đó các bạn, thì mình sẽ làm trộn gỏi trước ha. Đây là nước mắm chua ngọt nè. Giờ mình sẽ trộn gỏi khoảng cho khoảng 3 muỗng nước mắm ha. Còn đây là rau răm các bạn, mình sẽ xé nhỏ nhỏ ra mình bỏ vô đây. Chín rồi các bạn ơi, cái này là chế độ hâm hả các bạn. Giờ mình sẽ mở cái nồi cháo ra các bạn. Wow, trời ơi, mày nhìn nè. Quá ngon luôn á. Ngon không em? Đó. Chín rồi các bạn ơi. Quá là thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cắt con gà ra các bạn. Giờ mình sẽ nêm gia vị trong cái nồi cháo luôn các bạn. Thơm quá. Mình sẽ thêm chút xíu bột ngọt ha. Chút xíu muối nó đậm đà các bạn, mình gọi lên. Chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Văn Kinh Channel. Hôm nay được chồng mua cho một con gà ác ăn các bạn. Tẩm bổ cho vợ các bạn. Chồng nói thấy vợ cảm quá trời, bệnh nữa. Mình tính nấu cháo đậu sen mà sáng mình đi tìm hạt sen không có các bạn ơi. Nên mình nấu cháo cho không này nè. Nấu cháo đậu sen là nấu làm sao? Vậy nấu cháo hạt đậu sen về. Hạt sen với đậu sen. Giờ mình sẽ xé gạt bạn ơi. Ồ, bạn nhìn nè, gà rất là ngon ha. Chồng mình nói là do vợ cảm nên mua gà ác về tẩm bổ cho vợ, sẵn chồng ăn ké luôn.
đảm bảo cho chồng luôn. Thì chắc là thì cho vợ mau khỏe, mau bệnh khỏe bệnh đi để quay clip cùng với mình nhiều hơn các bạn. Này cũng dài em ạ, dạ dài rồi, để cái khỏi chút đi. Mình nấu bằng nồi cơm điện đó các bạn, rất là thích ở cái chỗ nè, cháo á các bạn coi nó nhừ luôn, nhưng mà con gà là sẽ không bị nát nha. Con gà là không có kiểu như là mình hầm quá nó nhão á, là không có. Con gà rất còn dai ngon luôn, như các bạn đã thấy cháo thì nó nát bét các bạn. Cho vợ ăn chiếc nè. Thank you anh. Thôi xé ra một cạnh mà ăn được không? Để gì đi, ăn cho ngon. Thịt rất là dai luôn. Quên còn món dai quá. Chấm cái này nữa mới ngon các bạn. Muối ớt chanh. Này là muối ớt. Bây giờ nặng cái chanh vô thành muối ớt chanh. Bạn nhìn nè, thịt rất là ngon ha. Chồng mình ăn cái gì cũng phải chấm hết trơn á. Trời, anh xé mà nó giang đầy mặt em. Nó dai dữ luôn á. Cái này chắc để hầm lâu lâu nữa là nó sẽ mềm, nó gục, nó ngon ha. Thì làm thích ăn dài vậy. Ăn gì cũng ngon chứ. Rồi ăn tức. Mà chồng hỏi thôi trả lời. Ăn như gà đá vậy trời. Rồi mời tất cả các bạn ha. Đây à. Cháo rất là ngọt. Ngọt dữ luôn á. Thơm nữa. Anh bẻ giùm em cái khúc xương này ra nè. Thấy không? Bẻ được không? Cái này khó ha. Cái này phải ăn bóc nữa rồi. Ngon quá. Chấm này là vừa ha. Ăn thử rồi. Cái nồi cơm điện này hay nha. Không là mà nó chín hết trơn. Ăn này bạn chấm. Không có cháo nóng nó đã gì không? Lại ra rồi. Ăn như gà đá nha. Có khi nào tại con gà mái này nó đẻ mấy lứa không? Trứng gà hầm chút xíu nó được ha, đỡ dai hơn. Nhưng mà nếu như người ta thích ăn là người ta ăn gì là ngon rồi. Ăn kiểu nó nhão quá. Ăn này mà nó nóng cay cay ngon. Hôm nay tẩm bổ cho vợ mà được, mình được ăn ké các bạn. Gã cái ngõ nè, nó đen, tới cái xương nó cũng đen. Không có con nào mà lẳng lịch cái nó rồi hả? Mà sao ngõ nha. Cái xương nó cũng đen nhưng mà cái lông nó thì nó lại trắng. Hồi nãy em thấy có quả tim á. Quả tim nó nằm lò rồi. Đã làm để ý đâu. Ừ.
ăn nó cay cay nó ngon dễ sợ. À, quên á, trời ơi. Nãy giờ mình ăn mình thấy nha. Nó thiếu thiếu các bạn ơi. Trời ơi, đây là gỏi nha các bạn. Trời ơi. Ăn mà quên gỏi. Nãy giờ mình quên. Đây. Quả tim đây. Vô tình luôn, vô tình thấy được quả tim. Gỏi rất ngon các bạn. Quả tim vừa đó. Nó chua chua ngọt ngọt. Trời ơi, mà giờ ăn thèm gì thiếu thiếu nha. Trời ơi, ngon. Sao mà té được. Chặt cái đầu. À, này khó xét rồi. Thịt em. Cái da nó giòn giòn ăn ngon lắm không? Dài luôn. Các bạn nhìn vậy chứ nó không có dai mà. Nhưng không thể ăn nổi nha, nó rất là ngon luôn. Kiểu như là nó vừa chín tới á. Nhưng nó chưa có nhừ á. Nhưng mà thịt rất là mềm, ngọt. Có khăn giấy không đặt? Người ta nói thôi ăn xong rửa tay luôn anh ơi. Cho các bạn thông cảm cho hai chồng mình ha. Người ta nói ăn gà ác rồi ăn cá xương luôn. Mà không có gan sao ăn. Trời đổi á. Ăn xương cũng ngon. Còn là gà ác hay gà trống? Gà ác mấy hay gà trống? Trống. Ở gì hả? Không nhìn cái màu không biết hả? Cái màu á, màu này nè. Thôi ừ. Nhìn mà nó bự lên á. Trống. Cháo nóng quá. Trời ơi, anh ăn gần hết trứng cháo nữa hả? Ngon quá. Sao anh không thấy anh ăn thịt vậy? Ăn biết bao nhiêu chứ? Ăn một miếng này nữa mình kết thúc video hả các bạn. Ủa không biết được ăn làm sao. Nó hả hả? Mình thử nhà ăn gà chồng xé cho ăn rồi. Giỡn với đừng xé. Nói chung là gà nấu cháo bằng nồi cơm điện các bạn cũng là rất là ngon, tại vì nồi cơm điện á nó giữ hơi rất là nhiều ha. Giữ hơi lắm luôn các bạn. Với lại ai mà không có thời gian là nấu nó được, khỏi phải canh á. Đúng rồi, không mất thời gian canh nữa. Chỉ nó có cái chế độ tự mình nhấn nút xong rồi mình lên mình coi phim Hàn Quốc, mình coi phim mấy anh chàng đẹp trai này cái đồ đó, nó đầu xuống là cháo chín là ăn. Ăn mà có mồ hôi luôn các bạn. Ăn cái này là vừa bổ mà vừa ngon mà. Và chắc hết bệnh luôn á em. Ăn cái này hết bệnh luôn á. Thấy hết bệnh rồi đó. Thôi thì bây giờ mình đến đây kết thúc ha. Các bạn nào thấy hay á cho vợ chồng mình xin một like, một share và đăng ký. Và nhớ rung chuông bên phải màn hình ha, để ủng hộ hai vợ chồng mình mỗi lần vợ chồng mình giao á. Thì tất cả các bạn đều nhận được tất cả thông báo luôn ha. Tạm biệt tất cả các bạn. Tạm biệt.